Mẹ chồng Lâm Khánh Chi khóc 3 ngày khi nghe con trai phủ phàng, con và vợ không tin mẹ nữa. Từ khi về làm dâu, Khánh Chi và tôi cũng có những lúc buồn. Tôi từng khóc đúng 3 ngày bỏ ăn vì tranh cãi của con trai và con dâu, mẹ chồng Lâm Khánh Chi tâm sự. Thời gian vừa qua, câu chuyện hôn nhân của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Bên cạnh cuộc sống lứa đôi bên ông xã Phi Hùng, thì mối quan hệ của nàng dâu Lâm công chúa với bố mẹ chồng cũng khiến nhiều người tò mò. Mới đây, ca sĩ chuyển giới đã cởi mở giải đáp những thắc mắc của mọi người khi tham gia show truyền hình. Trên ghế nóng của chương trình Mẹ chồng nàng dâu, giọng ca Nếu em được lựa chọn và mẹ chồng cô đã trải lòng tất cả những vui buồn xung quanh cuộc hôn nhân đặc biệt. Mở đầu cuộc trò chuyện, mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã kể lại giây phút nghe con trai bày tỏ mong muốn cưới một cô gái chuyển giới. Mẹ cho con thời gian là 6 tháng để lựa chọn, con yêu Khánh Chi bằng cả tấm lòng thì mẹ quyết định, mẹ không muốn con đến với Khánh Chi bằng bất cứ hình thức nào. Khi nào con cảm thấy suy nghĩ chín chắn thì hãy nói với mẹ, lúc đó mẹ với ba sẽ đồng ý cho cưới. Con quen Khánh Chi thì bố mẹ phải chịu tiếng, bị người ta nói, gia đình cho con trai lấy Khánh Chi là vì tiền, vì của muốn vào showbiz. Bấy nhiêu đó con thấy mẹ và gia đình mình nghe đủ chưa, vì thế giờ con hãy chứng minh cho mẹ thấy, nếu như con mang cả tấm lòng mình và yêu thương Khánh Chi, thì mẹ sẽ nói ba tác hợp cho hai đứa, còn nếu không thì thôi. Thương con chấp nhận mọi điều tủi hận về những điều tiếng xung quanh, nhưng bà vẫn băn khoăn khi con kết hôn với người chuyển giới. Tha thiết có cháu nói dòng nói giỏi, tông đường, mẹ chồng Lâm Khánh Chi đã đem chuyện này tâm sự với chồng. May mắn ba chồng người đẹp chuyển giới lại không bị dao động. Thời đại này đi tới đâu mà sao bà còn cổ hủ vậy? Thôi thì mình cứ coi như là con trai của mình đã lấy một người phụ nữ bình thường nhưng bị vô sinh, thì sẵn sàng có những phương pháp khác để sinh con, bà đừng quá bi quan, bố chồng Lâm Khánh Chi nói. Những tranh luận về con cái của bố mẹ chồng Lâm Khánh Chi chỉ dứt sau khi bà xem đoạn clip nói về hành trình chuyển giới của con dâu. Trong suốt thời gian đó, vợ chồng tôi có tranh luận về vấn đề con cái. Thế nhưng sau này khi xem một đoạn clip của Khánh Chi nói về hành trình ở bên Thái Lan, thậm chí chi có giai đoạn muốn tìm đến cái chết vì đau đớn. Khi xem xong, tôi nghĩ là Khánh Chi cũng là con người như chúng ta. Thế nhưng để tìm được lại chính mình mà đã trải qua như thế thì Khánh Chi là người đáng thương. Nên tôi đã nói với chồng, có lẽ là em sai rồi. Từ đó vợ chồng tôi không bất hòa về chuyện con cái nữa. Trong cuộc trò chuyện, mẹ chồng Lâm Khánh Chi cũng tiết lộ về hành trình chuẩn bị đám cưới cho con trai. Ngày xưa các anh chị em họ hàng mời tôi đi đám cưới thì chỉ có một cuộc điện thoại. Thế nhưng khi tôi đi mừng đám cưới cho con trai, đích thân ông xã lấy xe hơi chở tôi đi tới tận nhà mời mọi người. Với tất cả tấm lòng mình, tôi nói với mọi người rằng, anh chị hãy đi cho cháu. May mắn đám cưới của con trai tôi, khách mời đã đi đông hơn dự định, không kỳ thị gì. Bên cạnh niềm vui, gia đình chồng Lâm công chúa cũng chịu không ít ấm ức. Cũng có những người không được mời thì họ lại kỳ thị con tôi. Họ nói chúng tôi nghĩ sao mà có con trai duy nhất mà lại gả cho người chuyển giới. Ông xã tôi bảo, ủa vậy người chuyển giới cũng có tội à? Chuyển giới là gì? Họ cũng là con người. Con tôi lấy vợ đâu có liên quan gì tới mấy người đâu. Mấy người đâu có nuôi tôi hay nuôi con tôi. Chẳng lẽ tôi bảo con trai đừng lấy Khánh Chi là mỗi ngày ông bà xúc gạo cho tôi ăn à? Nếu không có thì không ai có quyền nói tôi gì cả. Ngồi bên cạnh rưng rưng xúc động, Lâm Khánh Chi đỡ lời mẹ chồng. Đám cưới chúng tôi, bố nói, sẽ mời mọi người, còn ai đi thì đi, không đi thì thôi, tôi không cần. Bởi vậy tôi thương bố dễ sợ. Tôi ở Sài Gòn nên khi cưới chồng thực ra rất sướng và vì không làm dâu. Tôi đi diễn xa nên bố mẹ rất thông cảm về những vấn đề làm dâu. Tôi rất vui sướng vì được bố mẹ thương. Khi về nhà chơi bố mẹ cũng chẳng lo cho làm gì. Tôi chỉ phụ việc lặt vặt như bưng chén, bưng đĩa hay nấu nước. Tôi và mẹ chồng rất thân nhau, thậm chí tôi thân với mẹ chồng hơn cả mẹ ruột. Bởi vì mẹ ruột gặp thường xuyên nên điện thoại tin nhắn ít. Còn mẹ chồng ở xa nên tôi và mẹ chồng thường nhắn tin cho nhau tâm sự mỗi ngày. Chuyện gì hai mẹ con cũng thì thầm với nhau. Yêu thương san sẻ cùng nhau vượt qua những thị phi điều tiếng, nhưng cũng có lúc gia đình bị tổn thương vì không hiểu nhau. Theo đó, mẹ chồng giọng ca Sầu Thiên Thu đã tiết lộ về khúc mắc với con trai và con dâu, khiến bà mất ăn mất ngủ. Từ khi về làm dâu, Khánh Chi và tôi cũng có những lúc buồn. Khi ấy có một người trong dòng họ đã nói với Khánh Chi khiến tôi bức xúc. Tôi đã nhắn tin điện thoại lên cho con dâu, nhưng không biết Khánh Chi nghĩ gì về mẹ mà đã tranh cãi với chồng. Ngay sau đó Phi Hồng mới nhắn một tin nhắn. Từ nay con và vợ sẽ không tin mẹ nữa. Đọc xong tôi khóc đúng 3 ngày bỏ ăn luôn, mẹ chồng họ Lâm kể. Nói về câu chuyện gây hiểu lầm của mình và vợ chồng con trai, phụ huynh của ông xã họ Lâm phân trần. Thật sự tôi muốn bảo vệ cho con dâu của mình. Tôi chỉ nói cho con để con biết rằng người ta không tốt với con đâu. Tôi thì muốn bảo vệ con, nhưng con lại hiểu sai ý. Cho đến giờ tôi không biết con mình đã hiểu đúng hay chưa, nhưng tôi rất buồn vì chuyện đó.
Nghe lời tâm sự từ mẹ chồng, Lâm Khánh Chi lên tiếng giải bày. Tôi muốn gọi điện mắng người đó vì họ đã xúc phạm mình. Trước mặt thì vui vẻ nhưng sau lưng lại nói xấu tôi. Nhưng mẹ lại không cho vì sợ mất mặt. Vì thế chồng tôi hiểu lầm đã nghỉ chơi với mẹ luôn. Khép lại lời tâm sự của mình, mẹ chồng Lâm Khánh Chi bày tỏ mong muốn hiện tại. Khẳng định chưa có gì không hài lòng về con dâu. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi cho hay, điều tôi mong nhất là con dâu giữ sức khỏe để sống bên con trai và vợ chồng tôi. Tiền không là tất cả, tôi chỉ mong con ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc để giữ được nhan sắc và sức khỏe. Bởi với tôi, sức khỏe mới là kho báu, là vàng, là bạc, chứ tiền thì không phải là tất cả. Trước tấm chân tình của ba mẹ chồng, Lâm Khánh Chi xúc động. Tôi mong muốn cả ba mẹ chồng và ba mẹ ruột có nhiều sức khỏe để sống cùng chúng tôi. Ai cũng phải tới những ngày mình không mong muốn, nên tôi rất sợ không được ở gần phụng dưỡng báo hiếu những người thân yêu nhất của mình.